NH được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, Lào Cai trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở và ngừng tim. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công và đặt ống nội khí quản, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng an thần thở máy, đồng tử hai bên còn nhỏ, nhịp tim nhanh, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch. Xác định tình trạng của bệnh nhân nặng, có chỉ định can thiệp kiểm soát thân nhiệt theo đích. Các bác sĩ đã trao đổi, giải thích tình trạng của bệnh nhân cho gia đình. Được sự đồng thuận cao của gia đình và tiếp tục điều trị can thiệp hồi sức chuyên sâu, dùng thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim, thuốc vận mạch, kháng sinh, thở máy. Đặc biệt, bệnh nhân đã được tiến hành phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe tiến triển tốt, được rút ống nội khí quản, không có di chứng về thần kinh. Dự kiến có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Theo các bác sĩ, kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu là phương pháp điều trị sử dụng kỹ thuật giúp kiểm soát thân nhiệt của người bệnh ở mức 32 đến 36 độ C trong vòng 24 giờ đến 72 giờ sau cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công. Sau đó sẽ duy trì nhiệt độ trong vòng 24 giờ để giúp bảo vệ cho tế bào não, hạn chế tổn thương và phục hồi. Việc ngưng tuần hoàn của bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng thiếu máu tại các cơ quan do tim mất chức năng co bóp, khiến rối loạn chức năng tế bào gây hoại tử và chết theo chương trình, đặc biệt là tế bào não. Các tổn thương não sau ngừng tim thường không hồi phục và để lại di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, việc hạ thân nhiệt sẽ giúp ngăn chặn kể cả quá trình tổn thương này, từ đó giúp bệnh nhân có khả năng sống sót và không kèm biến chứng triển vọng hơn. Các bác sĩ cho biết, qua mỗi giờ, sự sống của người bệnh vẫn được duy trì là niềm hy vọng của gia đình ngày một lớn lên. Sau 72 giờ tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh sẽ được ngừng thuốc an thần để đánh giá lại tri giác. Thấy tri giác cải thiện, người bệnh có đáp ứng với kích thích. Đó là những tín hiệu giúp gia đình và nhân viên y tế thấy được những can thiệp trước đó không phải là những nỗ lực vô vọng và tiếp tục cố gắng. Đó mới là những kết quả ban đầu, người bệnh còn phải trải qua nhiều ngày để hồi sức, cải thiện chức năng của các cơ quan như tim, phổi, gan, thận do hậu quả của quá trình tụt huyết áp kéo dài. Những sự cải thiện về chức năng não, kết quả của quá trình hạ thân nhiệt chỉ huy là những bước cải thiện đầu tiên, đồng thời cũng là sự hy vọng lớn để người bệnh, gia đình cùng với nhân viên y tế không nản chí. Sau 63 ngày nằm viện, người bệnh đã được ra viện trong tình trạng hồi phục tri giác, vận động hoàn toàn, có thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân. Chia sẻ về phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, bác sĩ Trần Thị Thanh Hằng, khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. Có thể nói là tới thời điểm này thì phương pháp hạ thân nhiệt là phương pháp duy nhất được các cái thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm ở trên thế giới là ghi nhận là phương pháp duy nhất có cái hiệu quả. Khi mà người ta làm những cái nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân rất là lớn ở đa trung tâm là người ta so sánh giữa hai cái nhóm là nhóm có can thiệp hạ thân nhiệt và nhóm không có can thiệp gì thì những cái khác biệt rất là rõ ràng. Của cái nhóm có can thiệp thì những cái tỷ lệ mà phát triển tinh thần vận động tới 18 tháng hoàn toàn bình thường là cao hơn rất là rõ rệt, có ý nghĩa rất là lớn. Vì thế nên là phương pháp này đã được đưa ra khuyến cáo là phương pháp có thể nói là duy nhất có hiệu quả hiện nay đối với những cái bệnh nhân có tổn thương, thiếu oxy, thiếu máu cục bộ.